Hoàng Pháp và Lan Vy kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ sáu ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Như thường lệ, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay được mở đầu với bản tin thời sự. Tiếp theo là bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Một điểm báo và điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết, mời biên tập viên Hoàng Phát chuyển đến quý vị và các bạn bản tin thời sự sáng nay. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn Lan Vy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng huyện Bắc Ái, 30 tháng 8 1960, 30 tháng 8 2024 và 24 năm tái lập huyện, sáng qua, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Ái tổ chức lễ hội văn hóa Rắc Lai lần thứ 2 năm 2024. Lễ hội là dịp để tôn vinh, bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Rắc Lai Ninh Thuận. Với các hoạt động mang đậm dấu ấn bản sắc truyền thống văn hóa, lễ hội văn hóa Rắc Lai đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Một trong những điểm ấn tượng với du khách khi tham gia lễ hội văn hóa Rắc Lai là được xem các nghệ nhân chế tác và biểu diễn đàn cha bi, một loại nhạc cụ truyền thống độc đáo của đồng bào Rắc Lai. Tại lễ hội văn hóa Rắc Lai lần thứ 2 năm 2024, người dân các xã trên địa bàn huyện Bắc Ái đã giới thiệu các món ăn truyền thống của dân tộc mình với du khách gần xa như bắp hầm, cơm lam, gà nướng, cá suối nướng, thịt heo, canh lá bếp, canh mít non. Được chế biến tại ngay không gian của lễ hội đã giúp du khách tìm hiểu về nguyên liệu, cách chế biến, cũng như thưởng thức các món ăn độc đáo mang hương vị của núi rừng. Và một cái điều mình rất là vui khi lên ở trên Bắc Ái này đó, thì đồng bào Rắc Lai rồi qua tìm hiểu họ kể lại những cái câu chuyện, bởi vì đó những cái món ăn truyền thống nhưng mà những cái món ăn chủ động trong cái đời sống, bởi vì nơi đây là cái vùng sâu vùng xa vùng núi có những cái sự khó khăn, nhưng mà giữ lại được cái truyền thống như vậy thì hết sức là tốt đẹp. Trong khuôn khổ lễ hội văn hóa Rắc Lai năm nay, huyện Bắc Ái còn bố trí các gian hàng để giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc thù của địa phương. Các sản phẩm đặc thù như bưởi da xanh, sầu riêng, dưa lưới, mật ong rừng của đồng bào Rắc Lai thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách. Thì huyện cố gắng để mỗi năm có một cái khác biệt hơn, nhưng mà cái mục đích chính đó là gắn tình đoàn kết giữa anh em các dân tộc đang sinh sống ở trong tỉnh cũng như là đang sinh sống ở ngoài tỉnh là đồng bào dân tộc Rắc Lai, nhằm là bảo tồn được cái văn hóa của đồng bào mình, đặc biệt là luôn luôn đoàn kết và gắn chặt với nhau để xây dựng đảng, xây dựng nhà nước và bảo đảm được an ninh trật tự của địa phương. Cũng trong khuôn khổ lễ hội văn hóa Rắc Lai lần thứ 2 năm 2024, huyện Bắc Ái tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian với chủ đề Đêm hội Rắc Lai, gắn với việc tái hiện nghi lễ báo hiếu và nghi lễ ăn mừng lúa mới của dân tộc Rắc Lai, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Rắc Lai, hướng tới xây dựng không gian văn hóa Rắc Lai gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Nhằm phát huy giá trị tầm quan trọng và giới thiệu đến công chúng những tài liệu lưu trữ liên quan đến sự hình thành và phát triển của tỉnh Quảng Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tại thành phố Tam Kỳ, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 vừa khai mạc trưng bày Quảng Nam qua tài liệu lưu trữ Mộc bản Triều Nguyễn, di sản tư liệu thế giới. Mộc bản là những tấm gỗ khắc chữ Hán hoặc chữ Nôm ngược đã in ra thành sách, được dùng phổ biến ở Việt Nam trong thời kỳ phong kiến. Với những giá trị về nội dung, tính độc đáo, về hình thức chế tác, chất liệu mang tinh, Mộc bản Triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Những dấu mốc lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Quảng Nam xưa được khắc trong khối tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn, di sản tư liệu thế giới, hiện bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4. Bên cạnh tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn, trưng bày lần này cũng giới thiệu một số hồ sơ kỷ vật cán bộ DB trên địa bàn tỉnh và những tài liệu tiêu biểu hiện đang bảo quản tại Lưu trữ Lịch sử Quảng Nam liên quan đến mốc thời gian thành lập các cơ quan sở ban ngành sau khi tái lập tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023-2025.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch hỗ trợ 1.243 căn nhà, trong đó lộ trình thực hiện trong năm 2023 là 243 căn, năm 2024 xây dựng 500 căn, năm 2025 xây dựng 500 căn. Tại lễ khởi công xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết, huyện Ninh Sơn được phân bổ 30 căn, huyện Thuận Nam 30 căn, huyện Ninh Phước 20 căn, huyện Thuận Bắc và huyện Ninh Hải mỗi huyện 10 căn. Kinh phí xây mỗi căn nhà tối thiểu 100 triệu đồng, trong đó nguồn vận động xã hội hóa và nguồn ngân sách hỗ trợ 90 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Dự kiến 100 căn nhà đại đoàn kết sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm 2024, tháng cao điểm vì người nghèo, góp phần chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước vừa tổ chức lễ ra mắt Ngân hàng Thực phẩm Bình Phước, gọi tắt là Foodbank Bình Phước, hỗ trợ người yếu thế tiếp cận nguồn thực phẩm cộng đồng tại tỉnh Bình Phước. Foodbank Bình Phước được thành lập nhằm hỗ trợ và cung cấp thực phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Ngân hàng này hoạt động với sứ mệnh giảm bớt tình trạng thiếu đói và cải thiện dinh dưỡng cho các hộ gia đình nghèo, người lao động có thu nhập thấp, các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khác trong tỉnh và khu vực lân cận. Đây cũng là thành viên thứ 18 trong mạng lưới Foodbank Việt Nam. Tại buổi ra mắt, đại diện Foodbank Việt Nam và lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình hỗ trợ người yếu thế tiếp cận nguồn thực phẩm cộng đồng tại tỉnh Bình Phước. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các đối tượng yếu thế, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu, câu chuyện sinh nhiều con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông không còn là câu chuyện mới. Đây là một thực tế đáng buồn, khó thay đổi vì quan niệm sinh đông con để có thêm lao động, cho đủ nếp, đủ tẻ đã hằn sâu vào tâm thức của người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Đây là lần thứ tư anh Tráng A Chao, dân tộc Mông ở xã Đắk Bờ Lao, đưa vợ đi sinh tại trung tâm y tế huyện Đắk Gờ Long. Và lần sinh này tiếp tục là con gái. Anh A Chao cho biết, trước đó anh đã có 3 con, 2 gái, 1 trai. Mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng anh vẫn quyết định sinh con thứ tư với hy vọng có thêm một đứa con trai. Anh A Chao chia sẻ, con gái lớn lên đi lấy chồng, chỉ có con trai mới giúp được anh gánh vác các công việc của gia đình. Con trai là nó đi khám thì nó người ta làm mới giúp được nhau. Ăn ở đâu thì nó mới giúp được nhau. Chị Hờ Bờ Râm, dân tộc Mờ Nông ở xã Đắk Som cũng từng có 3 con, 2 trai, 1 gái. Thế nhưng vì muốn có thêm một con gái để cân đối số con trai, con gái. Mới đây, chị Hờ Bờ Râm tiếp tục sinh thêm con thứ tư. Muốn sinh thêm được 4 đứa, để 2 đứa trai, 2 đứa gái. Cái việc mà sinh đông con thì nó khó khăn gì cho mình? Khó khăn vì hiện tại bây giờ thì nào là tá, nào là bỉm sứa này, các thứ luôn. Thực tế cho thấy, sinh đông con ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số, gây áp lực cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương và là một trong các nguyên nhân gây nên tình trạng nghèo đói, lạc hậu, dẫn đến nạn thoát học, bỏ học trong con em, đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua. Sự hiểu biết của người đồng bào, vấn đề về nhận thức, về giới tính, cũng sinh nó đang còn hạn chế. Sau đó, mà thứ hai là đời sống còn nghèo. Họ chưa được tiếp cận rộng rãi với cái dịch vụ y tế cũng như là cái thông tin đến với người dân nó chưa được rộng rãi, cho nên là ở đâu đó thì người dân vẫn đang còn có một cái tập tục là cứ muốn sinh con trai để cho nó đủ nếp đủ tẻ. Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, một trong những giải pháp đặt ra là cần thực hiện hiệu quả các chính sách về dân số, giảm tình trạng sinh đông con. Và để làm được điều này, đòi hỏi công tác tuyên truyền vận động cần phải được đẩy mạnh hơn nhằm làm thay đổi nhận thức, tư tưởng của người dân về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, xóa bỏ các tập tục, quan niệm lạc hậu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành công văn số 3950 về việc tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ trong mùa tựu trường. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhất là các trường mẫu giáo, nhà trẻ, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
như theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh, giữ gìn vệ sinh chung, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và vận động các bậc phụ huynh đưa học sinh đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch, tăng cường truyền thông, cung cấp các khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để bảo vệ sức khỏe, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh tại gia đình và cộng đồng. Nếu phát hiện những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, phải phối hợp xử lý kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng. Trạm chăn nuôi thú y thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận một ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi đầu tiên trong năm 2024 xảy ra tại thôn 1 xã Ea Cao với 23 con heo mắc bệnh. Trước đó khoảng 10 ngày, một hộ chăn nuôi ở thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện một con heo bị bệnh chết trong chuồng nên đã đem đi tiêu hủy. Vài ngày sau, 22 con heo trong chuồng cùng xuất hiện các triệu chứng sốt cao, bỏ ăn, ít vận động. Gia đình nghĩ heo bị bệnh thông thường nên tự mua thuốc về điều trị, nhưng đàn heo không khỏi bệnh mà chết hết nên đã báo với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn liên quan. Nhận được thông tin, trạm chăn nuôi và thú y thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi chi cục thú y vùng 5 xét nghiệm, kết quả dương tính với bệnh tả heo châu Phi. Ngay sau đó, cơ quan chuyên môn đã khoanh vùng, tập trung dập dịch tại chỗ và tiêu hủy toàn bộ đàn heo theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã có văn bản yêu cầu các ban ngành liên quan và các địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, ở các vùng miền núi, con trâu không chỉ giúp bà con cày bừa, vận chuyển hàng hóa, mà vật nuôi này được xem là một phần tài sản. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những người chăn nuôi trâu bò trên địa bàn xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, luôn trong tình trạng bất an vì trâu chết do dính bẫy thú rừng. Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn xã Phước Kháng đã có đến 15 con trâu chết do dính bẫy. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày qua, gia đình ông Cá Tới Lội đứng ngồi không yên vì 14 con trâu của gia đình ông bị dính bẫy và chết. Đây là những hình ảnh mà con ông Lội ghi lại trong quá trình đi tìm trâu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy có xác trâu đã chết lâu ngày, một số vừa chết, một số trâu vừa dính bẫy. Khi mà anh em trong nhà đi tìm thì không thấy, thì qua cái khu vực đó phát hiện thấy xác chết, xác khô, xác thối cũng có luôn, bẹ cũng có luôn, bẹ đủ thứ loại bẹ, bẹ mà loại bẹ dây cặp cũng có này, bẹ cặp cũng có này, bẹ dây rừng cũng có luôn. Chết mất hết rồi là không có gì nữa đó, hai bằng tài tán à. Vì như cái con tao con đó chứ mình nhờ làm cái gì, làm nhà làm đồi. Ông Mai Toán cũng bức xúc vì một con trâu của gia đình chết do bẫy thú rừng. Ông cho biết nhiều năm nay, bà con địa phương vẫn có thói quen chăn thả trâu dưới tán rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ sông Sắt, sông Trâu. Vụ việc trâu chết do dính bẫy xảy ra gần đây khiến ông cùng bà con địa phương không khỏi lo lắng. Hồi xưa giường ta thai vậy, đâu có mất nhiều đâu, đâu có mất cái một con hai con vậy đó. Thì mất cả bầy luôn thôi. Đi cũng thấy buồn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phước Kháng cho biết, trên địa bàn xã có 11 hộ dân chăn thả gia súc ở suối Nhông, thuộc khu vực giáp ranh giữa ba xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc và Phước Trung, Phước Chính, huyện Bắc Ái. Ủy ban Nhân dân xã đã tiếp nhận thông tin, hình ảnh, trình báo của người dân có trâu dính bẫy chết và chuyển công an xã điều tra làm rõ. Đối với địa phương thì lại cùng với lại ban để phối hợp để chỉ đạo cho tổ bảo vệ cộng đồng để tháo gỡ những cái nơi mà hiện nay là đối với đối tượng mà nó gây bẫy cho khu vực mà hiện nay là chết trâu. Con trâu được xem là tài sản lớn của bà con Rắc Lai với giá trị mỗi con trưởng thành lên đến vài chục triệu đồng. Lo sợ đàn trâu tiếp tục bị dính bẫy, nhiều hộ ở Phước Kháng đã đưa trâu về nhà nuôi nhốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Ninh Thuận ngày mới. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Lan Vy sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Xin mời Lan Vy. Cảm ơn anh Hoàng Phát.
Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Bản tin hôm nay có những nội dung sau. Ninh Thuận triển khai đề án phát triển kinh tế tuần hoàn. Huyện Bác Ái triển khai đề án thu gom rác thải tập trung. Cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện mục tiêu của cả nước đến năm 2030, giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP ít nhất 15% so với năm 2014, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính về không vào năm 2050, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai đề án phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Nội dung trọng tâm của đề án là khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, cụ thể là hỗ trợ xây dựng lối sống xanh, thiết lập quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Đến năm 2025, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh, giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương, tăng đáng kể năng lực tái chế rác thải hữu cơ ở đô thị và nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Năm 2020, đề án thu gom rác thải sinh hoạt tập trung được Ủy ban Nhân dân huyện Bác Ái triển khai thí điểm tại xã Phước Đại. Từ khi triển khai thí điểm đề án trên địa bàn xã Phước Đại, rác thải sinh hoạt từ các hộ dân và các địa điểm công cộng đã được thu gom sạch sẽ, không để phát sinh rác thải gây ô nhiễm môi trường. Sau thời gian thí điểm năm 2024, huyện Bác Ái mở rộng đề án đến 9 trên 9 xã trên địa bàn huyện. Lượng rác thải sinh hoạt thu gom mỗi tháng từ 450 đến 500 tấn và được công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và sản xuất Nam Thành vận chuyển về nhà máy xử lý. Huyện Bác Ái hỗ trợ khoảng 2,2 tỷ đồng chi trả cho các đơn vị thu gom rác. Việc triển khai đề án thu gom rác thải sinh hoạt tập trung được triển khai trên toàn huyện nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong mỗi khu dân cư và góp phần nâng cao ý thức cho người dân chung tay bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sau những vụ cây xanh ngã đổ vừa qua, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện những cây mục gốc, rỗng ruột có nguy cơ gãy đổ để cắt tỉa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão. Ghi nhận của phóng viên bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Thành phố Phan Rang Tháp Chàm hiện có hơn 15.000 cây xanh. Riêng các khu vực công cộng như công viên, hoa viên, hồ điều hòa có trên 5.000 cây xanh. Làm thưa tán, hạ độ cao là công việc nhiều ngày nay của các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích. Trung bình mỗi ngày có khoảng 200 cây xanh được cắt tỉa, làm gọn tán. Xe cộ chạy qua chạy lại rất là nguy hiểm. Bây giờ chặt rồi nó trống trải, thành thử ra là nó bớt sự cố xảy ra. Thành phố quan tâm để mà cắt tỉa những cái cây khô to như này để mà người dân ta tập phải yên tâm hơn. Tại vì tới mùa mưa bão thì nếu mà không cắt, không tỉa, không phá những cái cây đó thì nó sẽ rơi đúng những người tập tiêu dùng. Theo kế hoạch trong năm 2024, thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ cắt tỉa khoảng 10.000 cây xanh đô thị, kết hợp chỉnh trang cây xanh đồng bộ trên các tuyến đường. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đang tập trung chỉ đạo 7 đơn vị cung ứng dịch vụ công ích tổ chức khảo sát, phát hiện những cây tán rộng, sâu bệnh, già cỗi để cắt tỉa đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão. Trong quá trình thi công thì đối với những cây mà lớn thì sẽ có công nhân và đồng thời cũng có kỹ thuật ra hỗ trợ, sẽ có bảng biển báo. Cây cổ thụ nhánh lớn thì sẽ có kỹ thuật hướng dẫn người dân tham gia giao thông đi làn đường an toàn. Thường xuyên kiểm tra, rà soát và có kế hoạch rong tỉa cây xanh, đặc biệt là rong tỉa cây xanh tại các tuyến đường chính, các khu vực công cộng để có cái biện pháp là rong tỉa cây xanh cũng như là có cây xanh mà có nguy cơ ngã đổ thì có biện pháp là chống sửa. Và nếu mà qua kiểm tra mà nếu cây xanh mà có nguy cơ cao về ngã đổ thì thành phố sẽ chỉ đạo các phòng ban là chỉ cho là hạ để thay thế một cây mới để đảm bảo cái an toàn cho người dân là tham gia lưu thông tại khu vực công cộng cũng như là các tuyến đường chính trong thành phố. Việc cắt tỉa giúp cây xanh phát triển tốt hơn và tạo dáng cây đẹp hơn, đồng thời hạn chế tình trạng cây ngã đổ, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Sau đây, biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời anh Hoàng Phát. Cảm ơn Lan Vy. Sau đây là một điểm báo.
Thưa quý vị và các bạn, thêm nhiều nghị định thư được ký kết, nhu cầu nhập khẩu của thế giới cao, giá nông sản xuất khẩu tăng, sản xuất công nghiệp cũng tăng cao là các yếu tố cho thấy xuất khẩu hàng hóa có nhiều lạc quan trong các tháng cuối của năm 2024. Mở đầu một điểm báo sáng nay là bài viết trên báo Lao động với nhan đề xuất khẩu lạc quan trong 5 tháng cuối của năm 2024. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng xuất khẩu hàng loạt mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam như cao su, gạo, cá tra, tôm, đồ gỗ cũng nhiều dấu hiệu lạc quan. Việt Nam có thể đạt kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ở mức trên 55 tỷ đô la Mỹ. Bài báo cũng cho biết, bên cạnh lợi thế các mặt hàng nông lâm thủy sản hàng năm mang về giá trị thặng dư thương mại cao, dự báo xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp cũng lạc quan trong các tháng cuối năm. Hiện tại, xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam sang các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản đang hồi phục tốt. Dự báo xuất khẩu dệt may năm 2024 có thể đạt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết Doanh nghiệp chưa hết lay hoay với chuyển đổi số. Theo báo cáo thường niên về chuyển đổi số doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, dù đã chủ động hơn, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn lay hoay tìm giải pháp phù hợp. Theo các chuyên gia, còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số ở các doanh nghiệp này. Mặc dù đã có nhận thức cao hơn, nhưng mức độ áp dụng chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn ở mức áp dụng một phần và chưa đạt được như yêu cầu đối với việc thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số. Từ đó, không khai thác giá trị mà hoạt động chuyển đổi số mang lại. Để thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa đang hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị theo 4 hình thức, cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp, tài trợ vốn và hỗ trợ tăng cường năng lực. Để giải quyết bài toán khó về nhập khẩu phế liệu nhựa, còn có những lộ trình và giải pháp bền vững kết hợp giữa việc kiểm soát chất lượng phế liệu nhập khẩu và đẩy mạnh phân loại tái chế rác thải nhựa nội địa. Báo Kinh tế và Đô thị có bài viết Phế liệu nhựa nhập khẩu, lợi ích kinh tế hay ác mộng môi trường? Theo số liệu thống kê năm 2022, Việt Nam đứng thứ 6 thế giới về nhập khẩu phế liệu nhựa với hơn 4 triệu tấn. Dù đã có nhiều nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng nhựa và xử lý rác thải nhựa nội địa, nhu cầu tiêu thụ và tái chế nhựa vẫn ngày càng tăng cao. Điều này đã khiến Việt Nam trở thành một trong những điểm đến chính cho việc nhập khẩu phế liệu nhựa từ các quốc gia phát triển. Theo các chuyên gia, thực tế cho thấy ngành công nghiệp tái chế vẫn được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào kinh tế đất nước và đáp ứng mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Việc nhập khẩu phế liệu nhựa từ nước ngoài về Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất vẫn là một nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, để việc này thực sự phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, cần có những hành động thiết thực và cụ thể. Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết Việt Nam tiếp tục xuất khẩu vaccine dịch tả heo sang Philippines. Sau hai lô hàng gồm 300.000 liều vaccine đã xuất khẩu vào tháng 7 năm 2023 sang Philippines, Việt Nam tiếp tục đưa thêm lô 150.000 liều vaccine ngăn ngừa dịch tả heo châu Phi sang thị trường này. Trước đó, Việt Nam đã xuất khẩu 305.000 liều vaccine dịch tả heo châu Phi, trong đó Philippines nhận 300.000 liều và Nigeria nhận 5.000 liều. Đến thời điểm này, Việt Nam là nước duy nhất nghiên cứu thành công và chính thức lưu hành thương mại vaccine dịch tả heo châu Phi. Đồng thời, Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên xuất khẩu vaccine này. Ngoài Philippines, hiện một số quốc gia khác cũng đang đăng ký thử nghiệm vaccine do Việt Nam sản xuất để phòng chống dịch tả heo châu Phi như Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Nepal, Myanmar và Nigeria. Thông tin vừa rồi đã khép lại một điểm báo. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Lan Vy. Xin mời Lan Vy. Cảm ơn anh Hoài Phát. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Ánh Xuân khám phá vẻ đẹp của đập hạ lưu sông Dinh, bắc qua sông Dinh, nối từ phường Tấn Tài, thành phố Phe Rây, Tháp Chàm với xã An Hải, huyện Ninh Phước. Kính chào quý vị và các bạn. Trong một giới thiệu điểm đến Ninh Thuận hôm nay, Ánh Xuân mời quý vị và các bạn hãy cùng khám phá vẻ đẹp của đập hạ lưu sông Dinh nhé.
Hệ thống công trình đập hạ lưu sông Dinh là dự án trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận, được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2017 và đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 2020, có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng bằng nguồn vốn của chính phủ. Đập hạ lưu sông Dinh bắc qua sông Dinh nối từ phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang Tháp Chàm với xã An Hải, huyện Ninh Phước, gồm các hạng mục đập dân tạo hồ chứa nước gần 3,5 triệu mét khối, có 6 cửa van thép điều tiết nước, đóng mở bằng hệ thống điện tử. Các cửa van có âu thuyền rộng đảm bảo cho thuyền du lịch dài 21 mét, rộng 6,2 mét qua lại bình thường. Nằm kế thân đập là cầu giao thông nối hai bờ sông Dinh, được thiết kế 4 làn cho ô tô và 2 làn cho người đi bộ. Chiều dài cầu 480 mét, rộng 18 mét. Thưa quý vị và các bạn, công trình đập hạ lưu sông Dinh với tính năng ngăn mặn, khi thủy triều dâng giữ ngọt, bổ sung nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt ở lưu vực sông Dinh. Đồng thời, công trình còn tạo bước đột phá trong phát triển đô thị, du lịch và mạng lưới giao thông của tỉnh, điều hòa môi trường hai bên bờ sông Cái Phan Rang thuộc huyện Ninh Phước và thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Ngoài ra, công trình còn hỗ trợ hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Xung quanh đập hạ lưu sông Dinh là những vườn dừa, bãi cỏ xanh biếc thơ mộng, rất thích hợp làm các tour tuyến du lịch sinh thái dã ngoại, ngắm cảnh, chụp hình, check-in và cũng là dịp để chúng ta hòa mình với thiên nhiên sau ngày dài làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Còn gì tuyệt vời hơn khi được đứng ở đây để trải nghiệm một công trình hết sức ý nghĩa, ngắm cảnh sông nước hữu tình, những hàng dừa xanh mát và được chụp những bức ảnh kỷ niệm cùng với gia đình và bạn bè, phải không ạ? Quý vị và các bạn hãy cùng đến đây để trải nghiệm ngay nhé! Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc hiệu quả. Lan Vy và Hoàng Phát thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 30 tháng 8 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây, không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5. Cụ thể thời tiết từ khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, đêm có lúc mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động.